đây là cái giá để sự rộng. Nay sáng chủ nhật làm gì không biết, thôi kệ, làm như vậy đi. À, lấy kẽm thôi, đo cái đường kính chậu thì tính được cái dây kẽm bằng cái chu vi, thì lấy đường kính nhân 3,14 nhân số pi thì ra cái chu vi, rồi cắt kẽm, sau đó bẻ. Đó, đây là những cái phần đang làm. Các bạn theo dõi cách mình làm nha. Một lát mình sẽ làm xong thì mình sẽ nói tiếp. Bây giờ theo dõi thôi.
cái giá đã được đưa lên trên cái chậu. Đây là cái chậu hình vuông nên mình cần bốn cái chân đặt lên như vậy, cái cây xương rồng nó sẽ cao lại và nó không có bị lùn xuống. Đây là xương rồng dạng tay thỏ nè. Chậu này hơi bị khó vì nó là chậu tròn xiên nên làm ba chân đó. Vậy là cái cây đã được xong. Hết ngày chủ nhật, tạm biệt các bạn.